Good afternoon, Ngọc Ánh xin kính chào cả nhà Facebook của mình. Bữa nay là thứ Bảy ngày 29 tháng 5 2021, Long Weekend, Memorial Day. Nghỉ ở nhà, rau bữa nay ngon quá, nhiều quá chừng luôn. Mình đi ra hái rau dắp cá, rau thơm, rau chua để làm cá nướng ăn. Rau chua ở nhà trồng quá chừng. Chỉ cần mình ra mình cắt một cái là một, có một rổ rau để mình ăn rau sống ở nhà, không cần phải đi chợ mua. Mà rất là ngon. Nguyên tuần lễ này cắt rau dắp cá 4 lần rồi mà vẫn đầy nhấp luôn. Rồi cộng rau dắp cá ở nhà mình trồng nè, kinh hoàng không. Để em đo coi mấy gang tay nha. 1 nè, 2 gang nè ha, 3 gang tay, 3 gang tay mà còn dương khúc nữa, 3 gang rưỡi luôn. Rồi cộng này, cái này là chắc foot long là 12 inch nha. Cái này chắc 3 18, 20 inch gì, dài thòn lòn luôn à. Kinh hoàng không? Một đống luôn. Rau má chơi, rau dắp cá chân dài nè. Ở ngoài chợ đó là cao lắm đó, là chỉ được mà một gan rưỡi tay thôi hả? Là lâu lâu mà đi chợ gặp thì nhiều lắm là tới đây. Làm gì mà được, em trồng gấp đôi chợ luôn hả? Kinh hoàng không? Rau dắp cá nhà Triple J Garden của Ngọc Ánh trồng nè. Qua khỏi kinh khủng ha. 3 gan rưỡi tay của em ha. 1 gan nè, 2 gan nè, 3 gan. Hơn luôn. Mấy cọng nhỏ nhỏ hơn thì cũng dài thần lọn. Bữa nay nhiều quá ra bông luôn, ăn không kịp luôn. Không phải cho biết bao nhiêu người rồi mà ăn cũng không kịp. Bây giờ phải ăn liên tục trong vòng cắt phải còn 4 đợt nữa ăn mới hết để cho nó mọc lại. Chừng 6 tuần là nó mọc liên tục. Kinh khủng không rồi dắp cá. Rạp cá này giờ mình phải ăn mỗi tuần. Mỗi tuần cá nướng với gỏi cuốn. Liên tục trời mà nóng lên cái nó mọc quá chừng luôn. Chỉ có rau chua thì trồng mà. Thì cũng mấy tuần nó rang lận. Rau chua nè. Đó, mấy cái rau muống ngày hôm qua cắt khúc ghim vô lại. Hôm bữa trồng rồi mà nó cũng bị hư hết một mớ. Nó còn sống được có 1-2 bụi. Ghim tiếp. Mồng tơi con nè. Mới vừa clean up cái rau dắp cá một góc rồi. Tại rau dắp cá mọc nhiều quá xả không mọc kịp luôn, nó bu quanh nó dưới gốc xả rồi. Giờ phải chừa chỗ cho rau xả nó mọc. Quá chừng ngon. Mấy này mấy thùng hẹ Ngọc Ánh mới xin giống về trồng hẹ, trồng về cho nó gọn. Nó không có bị ngã dưới gốc, mình ra trồng trong cái thùng về mỗi thùng hẹ mốt mình ăn, mình ra cắt hẹ mình ăn. Thơm lắm. Rau chua nè, rau dắp cá nè. Còn quá chừng rau dắp cá luôn nè. Như đây ăn còn mấy đợt nữa. Cắt xong nó lại mọc tiếp. Rau răm. Rau tiết tô. Hành. Này hẹ. Một thùng này một thùng hẹ luôn nè. Rau dắp cá cắt liên tục luôn, mỗi lần cắt có một gốc thôi mà nó ra quá chừng luôn. Nó mọc nó đè luôn cái bụi rau bạc hà với bụi xả. Còn gốc này nữa ăn còn 2-3 đợt. Lung tung sèn, y như là miền cái vườn rau của miệt vườn vậy đó. Như là miệt vườn ở dưới nhà quê vậy đó. Đồ nghề của mình toàn là kéo sẻn gì đâu không. Cái rau cải cúc này tháng chị mà nay nó sống lại tốt quá nè. Bứng ở bên nhà người ta ra giống như đống rác vậy. Đem về trồng bữa nay giống như bông, nhìn bông cũng vui. Rồi ready to go. Đó, rau kinh giới của anh ghim xuống nó cũng sống rồi. Rau răm, kinh giới, hành lá. Cứ đựng trong mấy cái thùng sữa nè. Đựng trong mấy thùng sữa là rau ăn vô tư. Hello chị Duyên. Rau chua nè. Một rổ rau chua nè. Để chuẩn bị ăn cá nướng. Khỏi đi chợ mua xà lách luôn. Ăn rau chua. Rau chua với rau dắp cá. Coi rau dắp cá của em nè. Kinh khủng không? Đo 3 gan tay không giáp luôn. Nè. À, cọng này nãy nó dài còn hơn cọng này nữa nè. Kinh khủng khiếp thật. Từ nhỏ đến lớn Ngọc Ánh cũng mới thấy
Là kỳ này rau giáp cá của Ngọc Ánh sao mà nó tốt dữ vậy không hiểu nữa. Tốt thế nổi mà chưa bao giờ phá kỷ lục luôn. Năm nay lần đầu tiên Ngọc Ánh trồng rau giáp cá mà cọng này nó dài còn hơn là cái khúc bánh mì xếp quay nữa. Quá xá dài luôn. Một rổ này luôn nè. Rổ này chắc ăn còn 10 người chưa hết cái đống rau giáp cá này. Tối nay ăn cá nướng. Nướng hai con cá nướng bự chà bá luôn. Đó. Rau không lủi luôn. Muốn rau gì cũng có hết trong nhà, giờ rau sống đầy nhóc. Vui không? Mình trồng lung tung sàn, không có mọt thẩm mỹ gì hết. Đó. Cái gì thấy là cứ ra ghim đại cho đất nó mọc đại lên. Vậy mà cái gì cũng sống. Vui. Rau quế, rau rầm, rau húng nhủi, rau thơm, chắp cá gì tùm lum tùm la. Thích lắm. Ở nhà trồng gì nó thơm, ra ăn hái cái nó tiện. Rồi ok, thôi Ngọc Ánh đi rửa rau. See you later. Có gì Ngọc Ánh giữ mấy cái gốc rễ của rau chua cắt cho chị. Yummy.